Tuyển thủ Hà Lan bị loại bất ngờ trở lại dự World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Hà Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 với sự trở lại đầy bất ngờ của Kika Vanes. Ngày 30 tháng 6, danh sách tuyển thủ nữ Hà Lan dự World Cup nữ 2023 được rút. Còn 23 cầu thủ đã được huấn luyện viên Andriy Jonker công bố. Trong đó, một thủ môn và cầu thủ sẽ dự World Cup với vai trò dự bị. Theo danh sách được công bố, người hâm mộ cơn lốc màu da cam đã bất ngờ với việc trở lại của hậu vệ Kika Vanes. Bởi lẽ, hậu vệ 31 tuổi này nằm trong số 4 tuyển thủ đã bị loại khỏi đội vào tuần trước và tuyên bố giã từ sự nghiệp sau mùa hè. Hậu vệ 31 tuổi xuất hiện trong đội hình được Trang Nu giải thích là do tuyển thủ Linh Wims không đảm bảo sức khỏe trong một trận giao hữu và cô được gọi trở lại. Điều này giúp cô có thêm thời gian thi đấu hiếm hoi sau tuyên bố nghỉ thi đấu đấu bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài ra, tuyển Hà Lan tiếp tục cho cầu thủ 17 tuổi, Huy Captain cơ hội tham dự World Cup nữ 2023. Với Captain, tuyển thủ nữ 17 tuổi mới có 9 trận đấu cho tuyển nữ Hà Lan ở các trận giao hữu trong năm nay. Ở cấp độ câu lạc bộ, tuyển thủ sinh năm 2005 mới có 59 trận trên mọi đấu trường cho FC Teeuwen, Hà Lan, với 3 bàn thắng. Từ năm 2021 đến nay, tôi đã có những đêm mất ngủ, căng thẳng trước ngày công bố danh sách. Cảm giác đó tệ hơn một cuộc thi cuối kỳ. Cuối cùng, phần thưởng tôi nhận được hoàn toàn xứng đáng khi có mặt ở World Cup nữ 2023, Captain bày tỏ. Theo đánh giá của huấn luyện viên Jonker, 23 cầu thủ hiện tại mới chỉ có 18 tuyển thủ chắc suất góp mặt trong danh sách thi đấu chính thức. Do đó, 3 vị trí còn lại là màn cạnh tranh căng thẳng của các tuyển thủ Hà Lan. Đáng chú ý là trận đấu giao hữu vào hôm qua của tuyển nữ Hà Lan với U19 Hà Lan đã bị hoãn đến 15 phút để dọn dẹp mặt sân thi đấu, khi bất ngờ xuất hiện nhiều mảnh kính và đá. Sau khoảng thời gian dọn dẹp, mặt sân vẫn bị đánh giá khá nguy hiểm cho đội tuyển. Dự World Cup nữ 2023 nên trận đấu được rời sang địa điểm thi đấu khác gần đó. Vào ngày 2 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Jonker sẽ có trận giao hữu cuối cùng tại Hà Lan với tuyển Bỉ. Trước khi di chuyển đến Sydney tập luyện từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 7, trong thời gian này, đội tuyển nữ Hà Lan sẽ có thêm một trận giao hữu với Hàn Quốc. Ở vòng chung kết World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Hà Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 1 tháng 8.